Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Người dân Huế xúc động giây phút tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong quá trình phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, nhất là bước ngoặt thêm chức năng làm truyền hình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người để lại dấu ấn đậm nét. Coi người có công như người thân của mình, những câu chuyện bình dị thường ngày tại Trung tâm chăm sóc người có công tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7 giờ ngày 25 tháng 7 đến 12 giờ ngày 26 tháng 7, có hơn 5.600 đoàn với hơn 252.000 lượt người là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đã có 100 đoàn khách quốc tế tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sổ tang điện tử trên VNeID đã có hơn 500.000 lượt người truy cập, viết lời chia buồn. Sau lễ viếng, đúng 13 giờ chiều nay, ngày 26 tháng 7, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đọc lời điệu văn, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong cuộc đời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn, mang hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cách mạng, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân, khẳng định một nhân cách lớn, sống trọn cuộc đời vì nước, vì Đảng, vì dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực, sáng ngời về bản lĩnh, đạo đức cách mạng trong sáng, chỉ công vô tư. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện một lòng thực hiện ước nguyện của đồng chí, khắc cốt ghi tâm lời căn dặn: nếu là người, hãy là người cộng sản, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí đã lựa chọn. Di sản của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam, sẽ được kế thừa và phát huy hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí đã trọn đời ấp ủ, phấn đấu hy sinh. Kết thúc lễ truy điệu, trong tiếng nhạc trầm hùng, đại diện gia đình, phu nhân Ngô Thị Mận, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các nước Lào, Campuchia, Cuba đã đưa linh cữu Tổng Bí thư lên linh xa để hưởng về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Hàng trăm ngàn người đã có mặt hai bên đoạn đường từ nhà tang lễ quốc gia đến nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội để tiễn biệt Tổng Bí thư. Người dân cầm di ảnh, hoa xếp hàng nghiêm trang và không ngăn được dòng nước mắt xúc động khi đoàn xe tang đi qua. Tại lễ an táng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình Tổng Bí thư cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã có mặt tại nghĩa trang Mai Dịch để đưa linh cữu Tổng Bí thư về với đất mẹ trong niềm thương tiếc khôn nguôi. Theo dõi lễ truy điệu đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua màn ảnh nhỏ, cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không giấu được sự xúc động, tiếc thương. Đa phần người dân chỉ có thể biết được Tổng Bí thư qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng, với những gì được chứng kiến, hình ảnh của vị Tổng Bí thư gần gũi, hết lòng phụng sự nhân dân đã trở thành biểu tượng kết tinh cho những điều thiêng liêng, cao quý nhất của một quốc gia, dân tộc. Trong không gian nhỏ của nhà văn hóa cộng đồng, đông đảo cả cựu chiến binh, người dân của phường Đông Ba, trang phục chỉnh tề, cùng theo dõi lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được truyền hình trực tiếp từ nhà tang lễ quốc gia. là những người lính đã từng xông pha chiến trường, từng đối diện với cái chết. Nhưng giây phút tiễn đưa Tổng Bí thư lại khiến họ không nén được cảm xúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cõi vĩnh hằng, nhưng những bài học, những triết lý của ông vẫn sẽ mãi được người ở lại khắc nhớ, làm theo. Chúng tôi vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư. Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, chúng tôi khắc ghi lời nói của đồng chí: đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa, ân hận, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc bạc lắm để làm gì, chết có mang theo đi được đâu. Danh dự là điều thiêng liêng cao cả nhất. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi những cựu chiến binh nguyện luôn giữ vững phẩm chất bộ đội cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Có hai điều mà tôi tâm nguyện nhất. Điều thứ nhất, tức là đã đưa vị thế của nước Việt Nam chúng ta lên tầm cao mới. Trong đó là cụ thể là với cái phương châm ngoại giao cây tre Việt Nam rất mềm mỏng của Bác. Cái điều thứ hai mà tôi tâm đắc đó là việc chống tham nhũng của Bác. Không làm tốt công việc này thì chúng ta sẽ mất niềm tin của nhân dân. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người dân toàn quốc. Tại Thừa Thiên Huế, từ khi nghe tin bác Trọng từ trần, mặc dù chưa có thông báo từ chính quyền địa phương, nhưng người dân cũng đã tự động thực hiện các hành động tưởng niệm như treo cờ rủ, người lớn trong nhà cẩn thận dặn dò lớp trẻ hạn chế các hoạt động vui chơi giải trí. Trong hai ngày quốc tang, tại tổ đình Từ Đàm, một ảng thờ nghiêm trang cũng đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thiết trí để tăng ni, Phật tử và người dân có thể đến để thắp hương cầu nguyện, tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Những bài học, những lời dặn dò của Tổng Bí thư lại được mọi người truyền tai nhau để cùng phấn đấu noi theo tấm gương bình dị, kiên trung của người cộng sản. Thì khi nghe tin mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời thì đó là một niềm xúc động, vô cùng xúc động và đau đớn của tuổi trẻ Phú Long Ba, mất đi một nhà lãnh đạo rất là gần gũi, mẫu mực và có lối sống rất là giản dị. Đó là một tấm gương sáng dành cho tuổi trẻ phường Đông Ba luôn noi gương và học tập. Tuổi trẻ phường Đông Ba luôn ghi nhớ, khắc ghi những cái lời căn dặn của Bác dành cho thế hệ trẻ. Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đây là một mất mát, tổn thất vô cùng đó lớn đối với Đảng ta. Đối với tôi rất tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và toàn dân ta, toàn quân sẽ đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước, đưa đời sống của nhân dân chúng ta ngày càng ấm no và hạnh phúc. Xin vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư. 15 giờ chiều ngày 26 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yên nghỉ bên những đồng chí, đồng đội của mình. Đồng chí mất đi, nhưng những bài học về xây dựng và bảo vệ đất nước, về nhân cách của những người cán bộ sẽ còn mãi. Xin được trích đọc một đoạn thơ của tác giả Mai Thanh Hà như một lời tiễn biệt mà người dân dành đến cho Tổng Bí thư. Ai cũng sẽ đi, chỉ là tôi đi trước. Giấc mộng tương lai xin tiếp tục dựng xây. Nếu có thương tôi, hãy gắng nhớ lời này. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Với lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế trong những ngày qua, cùng nhiệm vụ tăng cường túc trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng bày tỏ lòng tôn kính, tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cơ quan đơn vị cũng đã phát động việc học tập noi gương Tổng Bí thư, nguyện đoàn kết thống nhất, biến đau thương thành hành động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó. Tại lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng, cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức cho 100% cán bộ chiến sĩ xem truyền hình trực tiếp. Xúc động, nghẹn ngào, Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, tôi và các đồng đội trong đơn vị cảm thấy rất là đau buồn và thương tiếc cho sự ra đi của bác. Bác đã có những cống hiến to lớn cho Đảng, cho dân và nhà nước, giúp cho dân và mọi người có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Là một người chiến sĩ trong đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, tôi xin hứa sẽ cố gắng học tập, không ngừng nghỉ, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa trong sự thương tiếc của toàn Đảng, toàn quân cùng toàn thể đồng bào Việt Nam, trong đó có cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế sẽ mãi mãi trân trọng ghi nhớ công lao to lớn, những đóng góp quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Để tri ân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế xin hứa sẽ nghiêm túc quán triệt, học tập triển khai nghiêm túc tinh thần chỉ đạo bài giám của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng những hình ảnh bình dị, thân thương, gần gũi của Tổng Bí thư luôn sống mãi. Tấm gương đạo đức sáng ngời, những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Kính trọng, ngưỡng mộ và noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện sẽ chung sức, đồng lòng, đoàn kết thống nhất, biến đau thương thành hành động cách mạng, nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên các cương vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn, những định hướng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Với Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, Tổng Bí thư cũng chính là người ghi dấu ấn đặc biệt trong chặng đường phát triển của đơn vị khi được giao thêm chức năng phát sóng truyền hình. Câu chuyện bắt nguồn từ những tình cảm riêng giữa Tổng Bí thư với người bạn thợ đại học là ông Hoàng Ngọc, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Nhưng qua đó cũng thể hiện tầm nhìn của một vị lãnh đạo đối với một địa phương như Thừa Thiên Huế. Qua báo chí, truyền thông, thời gian qua, ông Hoàng Ngọc vẫn luôn dõi theo sự lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nay hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi xa, dù không còn minh mẫn do mắc bệnh Alzheimer gây suy giảm trí nhớ, nhưng những kỷ niệm về người bạn học chung lớp văn khóa 8, Đại học Tổng hợp Hà Nội thuở nào thì vẫn vẹn nguyên trong ký ức của ông. Là hai anh em là cùng học một lớp ngoài trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Tổng hợp Văn. Tôi hơn 4 tuổi, cậu thì là có tôi 4 tuổi. Tự nhiên là thăm nhau dữ lắm, nhiều kỷ niệm lắm. Tỉnh tịch tốt và nghiêm túc. Ra trường, ông Hoàng Ngọc trở về quê hương, mỗi người một công việc, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau trong những lần họp lớp hay những chuyến công tác của ông ra Hà Nội. Với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau này khi đã ở trên cương vị cao là Chủ tịch Quốc hội, nếu có dịp vào Huế, cho dù lịch trình làm việc liên tục, nhưng bao giờ đồng chí cũng dành thời gian để ghé thăm bạn mình. Tổng Bí thư mà vô đây lúc nào á, đi vô đây là thế nào cũng tranh thủ đến thăm nhà tôi. Rồi khi mà nghe tin bác Trọng mất thì bác thầy có buồn không? Làm Tổng Bí thư mất xong buồn. Không chỉ là những kỷ niệm đẹp của những năm tháng thanh xuân thời đại học, với nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế Hoàng Ngọc nói riêng và tập thể cán bộ viên chức của đài qua các thế hệ nói chung, đều nhắc nhở về công ơn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của đài, đó là được giao thực hiện thêm nhiệm vụ truyền hình vào năm 1998. Sự kiện quan trọng này được ông Ngọc ghi chép cẩn thận trong nhật ký của mình và trong những câu chuyện kể với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Ông Ngọc mới đi Hà Nội, thì khi mà bắt đầu mà ông Ngọc mà ra đến nơi thì là ông Trọng từ ngoài bước vô, thì ông Trọng nhìn ông Ngọc thì ông Trọng nói là anh Ngọc ra đấy à. Đó, thì ông Ngọc mới đứng lên thì nói là thưa anh là tôi đi ra đây để xin anh cho Thừa Thiên Huế làm đài truyền hình. Và ông mới nói là ông Trọng có nói là Thừa Thiên Huế ra là không có đài, không được làm đài truyền hình nè. Như là phải coi lại là từ đó rồi sau rồi là ông Trọng có ý kiến rồi ba cho Thừa Thiên Huế làm đài truyền hình rồi thôi. Huế là trung tâm văn hóa du lịch của cả nước nên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Huế có truyền hình riêng. Từ quan điểm sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời điểm đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, hơn 25 năm qua, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, công chức, người lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế vẫn luôn đoàn kết, vượt qua những khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và có những đóng góp quan trọng trong quảng bá, lan tỏa những giá trị giàu bản sắc của di sản văn hóa Huế, con người Huế, du lịch Huế đến với khán thính giả trong nước và bạn bè quốc tế. Chương trình xin được tiếp tục với các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trí Tài đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Phú Vang. Đồng chí Nguyễn Trí Tài và đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Dương Thị Nhì, vợ liệt sĩ ở thôn Đồng Di, xã Phủ Hồ, bà Đỗ Thị Giá, vợ liệt sĩ ở tổ dân phố Hòa Tây, bà Nguyễn Thị Thuận, thương binh ở tổ dân phố Đức Lam Trung, thị trấn Phủ Đa, bà Lê Thị Quắc, vợ liệt sĩ ở thôn Diêm Tụ, bà Trần Thị Xuân, vợ liệt sĩ ở thôn Mộc Trụ, xã Phủ Gia. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Trí Tài, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã bày tỏ lòng tri ân với thân nhân, gia đình các thương binh liệt sĩ và những người có công lao to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên các gia đình liệt sĩ, các thương bệnh binh và những người có công nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo, đồng thời động viên các thành viên trong gia đình phát huy truyền thống cách mạng, vượt lên khó khăn để ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Thượng tá Trần Đình Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao các phần quà và ân cần thăm hỏi chúc sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng, các bà, các cô, đồng thời cảm ơn tri ân những cống hiến đóng góp quan trọng của mẹ Việt Nam anh hùng và các bà, các cô trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thượng tá Trần Đình Quang chúc mẹ Việt Nam anh hùng và các bà, các cô luôn mạnh khỏe, sống trường thọ, luôn là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, thế hệ trẻ tỉnh nhà học tập noi gương. Trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công Thừa Thiên Huế là đơn vị có chức năng quản lý, chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng người có công với cách mạng, cô đơn không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh. Với phương châm coi người có công như người thân của mình, nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ của trung tâm đã luôn nỗ lực đem đến những điều kiện môi trường tốt nhất. Xem đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh hạnh khi được góp phần nhỏ bé trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Đây là những hình ảnh thường ngày tại Trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công của tỉnh. Được thư giãn, chăm sóc sức khỏe bằng nhiều thiết bị hiện đại, đối với nhiều người, điều kiện như vậy còn tốt hơn nhiều so với ở nhà. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn nghệ, giao lưu, tham quan thường xuyên được tổ chức đã tạo nên bầu không khí vui tươi gắn kết các cụ ông, cụ bà dù đã ở tuổi xế chiều. Thì tôi thấy cái phần chăm sóc của cái nơi điều dưỡng là thấy rất tốt, có tiến bộ hơn mấy năm trước. Về thứ nhất là có đi dã ngoại ban đêm, đi khắp thành phố. Rồi thứ hai là đi tham quan Đại Nội. Và thứ ba nữa thì trong ngày hôm nay thì đã về và sau đó là đến ngày thứ năm là chuyển về ở dưới Lăng Cô. Cho nên theo kế hoạch của trung tâm thì bà tôi thấy là rất mỹ mãn với cái công việc chăm sóc với người có công với cách mạng, thì tôi thấy như vậy là quá tốt. Bên cạnh tiếp đón, chăm sóc, điều dưỡng định kỳ cho người có công trên địa bàn, trung tâm hiện đang chăm lo thường xuyên cho 10 cụ bà, người lớn nhất cũng đã 90 tuổi. Họ là những thương binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh neo đơn. Với họ, trung tâm như mái nhà thứ hai của mình. Tôi vô đấy thì 30 mấy năm rồi. Anh đi đúng đấy thì họ phục vụ thì mọi người giống nhau. Nói chung là ai hồ hoa đông nữa. Chắc cũng không ai kể mai hơn. Ăn ở cũng khỏe khoảng, cũng vui vẻ nữa. Cũng hoạt động với nhau rồi, cũng người trường người cho với nhau nữa. Nhiều thì bạn bè trong đấy mấy mê đâu nữa. Còn về nhà thì một mình thôi. Mỗi năm, Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh Thừa Thiên Huế đón khoảng hơn 1.000 người có công từ nhiều địa phương trong tỉnh. Việc chăm sóc người lớn tuổi là một công việc đặc thù, đòi hỏi rất nhiều công sức. Trong đó, quan trọng nhất là phải có thái độ nhẹ nhàng, ân cần, xem các cụ như người thân, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, để ý tới từng sở thích, từng chỗ đau để hỗ trợ cho các cụ trong sinh hoạt hàng ngày. Với lãnh đạo cán bộ nhân viên của trung tâm, đây không còn là công việc đơn thuần nữa mà đã trở thành tình cảm, thể hiện trách nhiệm xã hội đối với những người đã có công với quê hương, đất nước. Thì công tác nuôi dưỡng và điều dưỡng phục sức khỏe cho người công là cái nhiệm vụ thường xuyên và hàng ngày của chúng tôi. Nhưng mà để cái dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì chúng tôi tập trung hơn. Các mẹ mà đang nuôi dưỡng ở đây thì tôi sẽ quan tâm vệ sinh nơi ở, khu sinh hoạt của các mẹ để sạch hơn, chú trọng nâng cao cái chế dinh dưỡng cũng như là tạo không khí là vui chơi thỏa mãn cho là các mẹ đang sinh sống mà chúng tôi nuôi dưỡng ở đây. Bên cạnh chú trọng bữa ăn giấc ngủ, trung tâm cũng đang nỗ lực kiến tạo một môi trường xanh để những người có công có được không gian trong lành thoải mái khi đến điều dưỡng. Từ năm 2019, cơ sở 2 ở thị trấn Lăng Cô cũng đã đi vào hoạt động, qua đó giúp cho công tác điều dưỡng chăm sóc được thực hiện bài bản, thuận tiện hơn, cùng chung tay với toàn xã hội thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa. Chuyển sang những thông tin khác, 36 trên 36 xã phường trên địa bàn thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập bậc trung học đạt trên 80% trở lên. Đó là những kết quả mà ngành giáo dục thành phố đạt được trong công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2023. Trong năm qua, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện nay, thành phố Huế có 36 trên 36 xã phường công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, tiểu học mức độ 3 đạt 100%. 33 trên 36 xã phường công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. 36 trên 36 xã phường trên địa bàn thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt tỷ lệ 100%. Là đô thị trung tâm của tỉnh, dân số cơ học tăng nhanh nên hàng năm thành phố Huế luôn phải chịu áp lực tăng số lượng học sinh ở tất cả các bậc học, ngành học. Tình trạng quá tải học sinh trên trường, trên lớp và thiếu biên chế giáo viên nhiều năm qua chưa được giải quyết. Đặc biệt những năm gần đây, việc gia tăng lượng người lao động khó khăn từ địa phương khác đến, cùng với đó là con em của họ cũng đến tạm trú, ở trọ, làm ăn sinh sống và đều thuộc đối tượng xóa mù chữ, phổ cập giáo dục. Đó là những khó khăn đã và đang tác động không nhỏ đến việc triển khai, thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục của thành phố, nhất là việc điều tra, khảo sát và huy động học sinh ở các độ tuổi ra lớp. Đây cũng là vấn đề được cả cơ quan, đơn vị và đại biểu tập trung thảo luận tại đại hội, đồng thời đề xuất kiến nghị đưa ra các giải pháp tháo gỡ, giải quyết trong năm 2024, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cả cấp, cả ngành và cộng đồng về mục đích, ý nghĩa công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức đoàn thể địa phương trong việc huy động học sinh ra lớp và nâng cao tỷ lệ chuyên cần, giảm tối đa tỷ lệ học sinh bỏ học. Công an thành phố Huế tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác công an những tháng còn lại của năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, Công an thành phố Huế đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, tạo ra nhiều đột phá trên các lĩnh vực công tác công an. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 13,82%, tỷ lệ điều tra án đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đạt trên 96%. Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được triển khai tích cực, hiệu quả. Tổ chức, bộ máy và lực lượng tiếp tục được kiện toàn, củng cố, công tác hậu cần kỹ thuật được đảm bảo, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định công nhận Công an phường Phước Vĩnh và Kim Long đạt chuẩn Công an phường kiểu mẫu về an trật tự năm 2023. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Trí, sinh năm 1958, trú tại phường Thuận Hòa và bà Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh năm 1957, trú tại xã Phủ Mậu, thành phố Huế, liên quan đến hành vi mua bán thuốc lá nhập lậu. Qua công tác nghiệp vụ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Huế nắm được ông Ngô Văn Trí có những biểu hiện liên quan đến mua bán hàng nhập lậu thuốc lá. Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, vào lúc 7 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2024, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà ông Trí, địa chỉ 5/56 đường Triệu Quang Phục, phường Thuận Hòa, thành phố Huế. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ 2.280 bao thuốc lá nhập lậu các loại như thuốc nhãn hiệu Yes, Hero, Excel. Tiếp đó, đơn vị khám xét khẩn cấp tại lô 70-71 Lầu Chuông Dưới thuộc chợ Đông Ba do bà Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh năm 1957, trú tại xã Phủ Mậu, thành phố Huế làm chủ và tiếp tục thu giữ 1.732 bao thuốc lá nhập lậu các loại. Bước đầu, ông Trí, bà Loan khai nhận mua số thuốc lá trên từ nhiều người không rõ lai lịch tại Đông Hà, Quảng Trị đưa vào Huế để tiêu thụ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã tạm giữ toàn bộ số thuốc lá nhập lậu này, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với ông Trí, bà Loan đúng theo quy định của pháp luật. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.